vâng xin chào tất cả các em hôm nay thì chúng ta lại đi qua một cái dạng toán tiếp theo trong cái chương bàn về tích phân phụ thuộc tham số thì sau khi mà các em học về tích phân phụ thuộc tham số đó thì nó có một cái nội dung sau cùng cho các bạn sinh viên các cái khối ngành kinh tế và kỹ thuật thường hay gặp tới những cái loại tích phân rất là đặc biệt nó cũng có tham số trong đó nhưng mà nó được chủ yếu là phục vụ cho các cái công tác tính toán các cái tích phân khác À, thì hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái dạng cuối cùng của cái chương này, đó là dạng số 5 bàn về các cái tích phân đặc biệt ha, các tích phân đặc biệt và các cái ứng dụng tính toán của nó. Thì những cái tích phân đặc biệt ở trong cái phần này thì chủ yếu nó là hai cái tích phân ha, à, nó là hai cái tích phân và người ta gọi nó là hai cái tích phân Ale ha. Đây. Thì tích phân Ale thì nó nó chia làm hai loại, à, đó là tích phân Ale loại 1 À, à, tích phân alkyl 1 và tích phân alkyl 2. Thế tích phân alkyl 1 là cái tích phân mà người ta còn gọi nó là những cái 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 hàm à, beta hàm beta và nó được xác định theo cái công thức sau đây các em, đó là cái tích phân mà nó đi từ 0 cho đến 1 của à, x mũ a trừ 1 nhân cho 1 trừ x mũ b trừ 1. À, trong đó a và b này là hai cái tham số nhé các bạn để ý à, a và b này là hai cái tham số và hai cái tham số này là hai cái tham số dương à, hai cái tham số dương như thế nào đây là cái công thức uh, mà chúng ta để ý nha đây đây cái, cái, cái hàm của nó mà có tên như thế này như vậy rõ ràng đây là một tích phân phụ thuộc tham số đúng không các bạn và ở đây nó phụ thuộc theo hai cái tham số a và b à, trên cái miền là dương thế thì về tính chất á, thì các quý biết rằng là đối với tích phân phụ thuộc tham số thì cái cái hàm beta này nó là một cái hàm hữu tụ à, nó hữu tụ đều và nó liên tục với mọi a b dương đây là cái tính chất của nó. À, tất nhiên rằng là có việc chứng minh nó thì ở đây người ta thừa nhận luôn không có chứng minh nữa. Còn nếu mà các bạn chứng minh thì các bạn có thể sử dụng các cái định lý, các cái tiêu chuẩn mà chúng ta đã học ở trong các cái dạng trước à, như dạng 1, dạng 2, dạng 3, dạng 4. Mà cụ thể nó là cái dạng đầu tiên đó, đó là cái tích phân phụ thuộc tham số trên một cái cận xác định Đấy, các bạn dùng cái tính chất đó để đánh giá cái tính hữu tụ này tính liên tục à, hầu như đều này và tính liên tục của nó à. thế thì đối với cái tích phân beta đây á cái mà người ta quan tâm đó là gì à, là coi thử rằng là cái tích phân này nó có những cái tính chất gì và nó có những cái ứng dụng gì mà thôi nè thế thì về mặt tính chất á, là ở đây các bạn thấy rằng là cái hàm beta của chúng ta nó có ba cái tính chất cơ bản sau đây mà chúng ta thường hay dùng ở trong các cái bài tập để áp dụng tính toán một số các cái tích phân khác À, hỗ trợ cho cái việc giải quyết các cái bài tập cũng như là khảo sát một số các cái hàm ở trong lý thuyết xác suất cũng như là các cái ứng dụng khác nè. À, thì ở đây là cái hàm beta của chúng ta trong trường hợp là nếu như nó phụ thuộc theo hai cái tham số này thì người ta bảo rằng là cái b của ab này và b của ba là giống nhau à, giống nhau có nghĩa là ta thay đổi cái vị trí của hai cái số a và b trong này được ha à, đấy thay đổi hai vị trí a b có nghĩa là BAB b thì tích phân từ 0 đến 1 của À, x à, mũ a trừ 1 nhân cho 1 trừ x mũ b trừ 1. À, hoặc là nó có thể bằng, à, nó còn bằng là tích phân từ 0 đến 1 của x mũ b trừ 1 à, nhân cho 1 trừ x mũ a trừ 1. Đấy, à, dx. Cái nào cũng được cả. À, này, nó bằng cái này luôn. Đấy, vì nó có tính này người ta gọi là tính giao hoán. Đổi vị trí của hai cái tham số cho nhau được thế thì thực ra đó thì cái việc mà chuyển từ đây qua đây á, chẳng qua các bạn chỉ cần đủ biến số là nó ra thôi à ha các bạn có thể đặt t là bằng à, một trừ x là lập tức cái tích phân này sẽ chuyển qua tích phân này ngay à, cái chuyện mà chứng minh thì nó rất là nhẹ nhàng nó không có gì khó cái công thức thứ hai người công thức gọi là công thức này người ta gọi là công thức hạ bậc hạ bậc đó là gì à, cái à, hàm beta à, theo cái tham số ab này nó có thể hạ xuống còn là b trừ một à, từ bậc b nó hạ xuống còn b trừ một à và nhớ rằng ở đây là b nó phải lớn hơn một để cho cái lũy thừa này nó ở à đây cái lũy thừa này nó phải phải, phải dư à, đấy rồi thế thì ở đây là công thức để tính nó sẽ là b của ab thì nó sẽ bằng b trừ một chia cho a cộng b trừ một nhân cho b của AB b trừ một được chưa nào đấy cái công thức này là cái công thức mà nó giúp cho chúng ta hạ cái bậc một trong hai cái này xuống nhưng mà nếu nó hạ được cho b thì chắc chắn nó sẽ hạ được cho a vì theo cái gì theo cái công thức giao hoán ở đây như này, à, các bạn có thay đổi vai trò của a cho b cho nhau thì lập tức ta có có thể hạ được cho a, có nghĩa là à, b của a b thì nó lại bằng b của ba mà đúng không? Đấy, mà a này thì nó lại hạ bậc được như vậy là nếu mà ta viết thì cái này nó sẽ thành là a trừ một này chia cho a cộng b trừ một và chỗ này nó thành là b của ba trừ một với điều kiện ở đây là b phải không âm, à, B phải dương và a lớn một. Đấy như vậy là ta có thể hạ bậc cho bình b được thì lập tức nó sẽ hạ được bậc cho bình a. À, thì cho nên cái công thức này nó hạ các cái bậc này, nó, cái mũ này nó thấp xuống ấy nó như vậy. Rồi cái công thức thứ ba à, đó là cái công thức mà trong trường hợp nếu a và b nó nó có thể tính phụ thuộc theo nhau. À, phụ thuộc theo nhau có nghĩa là khi mà b á à, nó bằng một à, trừ a. đấy khi b mà nó bằng một trừ a thì các bạn có thể thấy rằng là là, là, ta thay vô trong cái tích phân này, này, và các bạn tính luôn được cái tích phân nó ra mà đấy thì người ta tính ra được cái tích phân đó nó sẽ là bằng pi chia cho sinh của của pi a à, trong cái trường hợp này là chúng ta chỉ lấy là a lớn không khác một vì sao vì b nó bằng một trừ a thì mà b nó dương ấy, thì dẫn đến là à, suy ra được là a nó phải nhỏ hơn một đúng không đấy, a nó phải nhỏ hơn một chứ nó không lớn hơn một được thì cái công thức này chỉ áp dụng cho trường trường hợp là a nó là những cái số nhỏ hơn một thôi nha đấy đó là cái hàm beta hay còn gọi là tích phân ale lộ 1. Thế thì đối với tích phân Alelo 1 nó có ba cái công thức khá là quan trọng và trong ba công thức này thì cái công thức số 3 này là công thức nó giúp chúng ta tính ra luôn. À, cái công thức số 2 là công thức mà nó giúp chúng ta có thể quy đổi à, từ cái hàm ale lộ 1 bậc cao về cái hàm ale lộ 1 bậc thấp. Và cái công thức thứ ba đầu tiên này là công thức nó giúp chúng ta đổi chỗ các cái vị trí của các tham số cho nhau được, phải à. không? Đấy à, xét về ý nghĩa hình học của cái tích phân ale lộ 1 này thì thầy sẽ minh họa cho các bạn cái đồ thị của cái hàm mà dưới dấu tích phân và chúng ta xem cái miền diện tích mà cái tích phân này nó chạy có nghĩa là khi các bạn tính tích phân từ 0 đến 1 của cái hàm số dưới này này là x là mũ a trừ 1 nhân cho 1 trừ x mũ b trừ 1 này thì các bạn tính cái diện tích của nó khi x nó chạy từ 0 đến 1 thì nó sẽ như thế nào ha. À, ở đây thầy sẽ minh họa cho các bạn xem bằng một cái À, phần mềm nhỏ nhỏ để chúng ta thấy được là à, cái hàm beta nó như thế nào. À. À, đây là cái hàm beta của chúng ta, nha. Đây cái đồ thị của nó, này. các bạn nhìn vô trong cái đồ thị của nó nè Đây, đây là hình dáng đồ thị của nó và thầy chỉ vẽ trong cái đoạn không một thôi, vì ở đây chúng ta lấy cái tích phân từ 0 đến một thôi mà. X nó chạy trong cái chỗ này và đây là hình dáng của nó. Ứng với cái à, tham số a ở trong trường hợp này thì cho bằng hai và ứng với cái tham số b trong trường hợp này thầy cho là bằng 1,43 nói chung là nó đang lớn hơn 0, phải không đúng đây cái hàm của chúng ta đây là hàm beta hàm ở dưới dấu tích phân nhé hàm dưới dấu tích phân thế thì lúc này à, cái tích phân từ 0 đến 1 của cái biết dx này nó chính là gì à, nó chính là cái diện tích của cái miền đây này, này đấy cái, cái hình cao này với cái à, cái cái trục quanh với cái đường x bằng 1, x bằng không đó. Đây có nghĩa là nếu như các bạn À, Để ý thì nó chính là diện tích của cái này à, Khi mà chúng ta lấy từ 0 đến 1 Trong trạng thái A bằng 2 Và và B bằng 1,43 chẳng hạn như thế này Hả? Đây chính là cái kết quả của cái B à, 2 và 1,43 Đúng chứ Cái hàm beta của chúng ta đó Rồi Thế bây giờ nếu như cái A và B này nó thay đổi thì sao Và các bạn lưu ý ở đây A và B này nó phải là số dương Thì lúc này cái đường cao này nó sẽ bị thay đổi Chứ nó không còn là như thế này nữa Đúng không Đấy cái đường cao nó bị thay đổi và khi cái đường cong này thay đổi thì cái miền diện tích này nó cũng sẽ thay đổi theo nhé, đấy, thì ở đây ta sẽ cho à, các bạn có thể xem cái trạng thái trong cái trường hợp nếu cái đường cong nó bị thay đổi, ha. Đó, ở đây các bạn xem cái trường hợp là khi mà cái b nó chạy, đó, khi b nó chạy, đó, thì cái đường cong nó cũng sẽ thay đổi theo này, được chưa? rồi, bây giờ tiếp tục thầy cũng sẽ cho a nó chạy luôn, rồi khi cả a và b nó chạy thì cái đường cong nó sẽ thay đổi và khi cái đường cong nó thay đổi thì cái miền diện tích nó cũng sẽ bị biến động theo nha Đấy, các bạn thấy này a nó đang chạy lên 3 4 này, 2 này, đó. b nó cũng đang thay đổi thì cái đường cong này nó sẽ biến đổi và như vậy khi cái đường cong nó biến đổi thì cái diện tích của cái hình thang cong hồi nãy được tạo ra bởi cái đồ thị hàm số với cái trục quanh này với đường x bằng 0 và x bằng 1 này nó cũng sẽ thay đổi theo nha chứ nó không phải giống như cái trạng thái hồi nãy của chúng ta được chưa đấy đó là cái hình dáng của cái đô thị của cái hàm giao tích phân và cái miên giới hạn à, các bạn để các bạn quan sát ha đó là cái ví dụ đầu tiên cho cái lớp hàm beta được chưa rồi bây giờ thầy sẽ trình bày qua tiếp tới cái lớp hàm thứ hai đó là tích phân lụa hai ở lai hai hàm này người ta gọi là hàm gamma và cái hàm gamma này nó ứng dụng rất là nhiều trong lý thuyết xác suất và lý thuyết thống kê À, được xây dựng hỗ trợ cho các cái hàm mật độ xác suất của các cái quy luật phân phối xác suất à, như là phân phối chuẩn à, rồi phân phối à, Fisher hay là phân phối khi bình phương rồi phân phối tứ đây thì nó hay đụng tới trong lý thuyết xác suất rất là nhiều thì hàm gamma đó thì công thức của nó được xác định như sau à, đây cái này người ta gọi là gamma viết bằng chữ hoa ha. gamma a À, thì là bằng tích phân từ không đến dương vô cùng đây là một cái tích phân suy động của x à, mũ a trừ 1 a mũ trừ x để x à, với a lớn không như vậy xét về mặt tích phân thì đây nó là một tích phân phụ thuộc tham số có cạng vô tận có đúng không đấy thế thì đối với tích phân phụ thuộc tham số có cạng vô tận thì cái việc mà đem xem xét tính liên tục nè tính hội tụ này tính hội tụ đều nè rồi tính khả vi này tính khả tích của nó thì à, các bạn sẽ kiểm tra lại mà coi thử cái hàm này nó có tính chất gì trong đó à. thế thì về mặt tính chất thì à, người ta có à, cho rằng là cái hàm gamma này nó hữu tụ này nó hội tụ đều này và nó liên tục với mỏ a là gì lớn không à. như vậy đối với bài toán này thì cái hàm gamma này chỉ có một tham số thôi nó không giống như hàm beta hàm beta thứ hai tham số à. thì hàm này có một tham số thôi thì các bạn có thể thấy rằng nó có một số các tính chất à, khá là thú vị ở trong này à. tất nhiên là việc tính toán của cái hàm gamma ở đây là nếu các bạn tính trực tiếp thì không đơn giản một tí nào. À, cho nên là người ta phải dựa vào các tính chất của nó để sau này ta áp dụng để giải bài toán. Cái thứ ba nữa là giữa gamma với cái hàm uh, beta đó nó có liên quan gì không? À, nó có liên quan gì không? Thì ở đây chúng ta sẽ có một số tính chất. Tính chất đầu tiên là người ta bảo rằng ở đây à, cái này người ta gọi là hạ bậc. Hạ bậc cái này có bậc nó là a thì trong trường hợp này là gamma a cộng một thì bằng a lần gamma. A. À, và nhớ rằng ở đây chúng ta chỉ lấy a dương thôi nhé. Đó. Rồi cái thứ hai nữa là trong cái trường hợp đặc biệt đó đó là nếu như cái cái a này nó là số tự nhiên à, nó là số tự nhiên còn đây là a là số thật tự ý nhé trong trường hợp đặc biệt nếu a là số tự nhiên thì gamma của n cộng một thì nó tính ra luôn cụ thể cho chúng ta luôn nè. đó nó tính ra luôn à, là n gì thừa vì sao vậy vì trong trường hợp nó là số tự nhiên thì chúng ta có thể dùng phương pháp tích phân từng phần để tính mấy cái này ra được ta tính cái này này ta tính ra được ha à, chứ còn mà với số thực thì cái việc mà giải bài toán nó hơi khó rồi à, cái công thức thứ ba là cái công thức mà nó tính cho tích của hai cái gamma một cái gamma của à, của của a mà nhân với gamma của một trừ a à, thì cái kết quả này nó tính ra luôn à, nó tính ra luôn và các bạn để ý à, ở trên chúng ta có cái tích phân cho cái hàm beta và các bạn nhìn vô trong hai cái kết quả này đó các bạn thấy hai cái kết quả này chưa nó sao đây nó giống nhau có đúng nó giống nhau đấy như vậy là trong trường hợp này ta thấy là b của a với một trừ a đó thì nó bằng gamma a nhân cho gamma của một trừ a và kết quả điều là bằng b chia sin của b a cả à, a ở đây cũng lớn không khác một à, thế thì bắt đầu từ công thức này ra đi thì nó thể hiện một cái sự liên hệ nào đó giữa hai cái loại tích phân này và công thức thứ tư nó khẳng định cho chúng ta cái điều đó luôn đó là gì à là cái hàm beta nó có thể tính được thông qua cái hàm gamma à, nó tính thông qua này và đây là một công thức rất là quan trọng vì sao vì nó thể hiện mối quan hệ qua lại giữa hai cái lớp hàm nhiều khi cái việc mà đi tính à, dựa vào hàm gamma nó khó thì ta chuyển qua beta ta làm hoặc là beta nó phức tạp thì ta chuyển qua gamma để ta làm nhé à. thế thì ở đây người ta bảo rằng là beta của ab thì bằng gamma a nhân gamma b chia cho gamma của tổng à. trong đó a và b đều là những số dương được chưa nào đây đây là bốn cái tính chất rất là quan trọng để phục vụ cho việc tính toán. Và trong cái dạng số 5 thì thầy chỉ tập trung vào cái việc tính toán thôi. Chứ thầy không bàn tới cái chuyện là nó hội tụ không, nó hội tụ đều liên tục hay không. Cái phần đó thầy không có nói nữa. Vì cái đó ta dành cả một cái chuyên đề riêng. À, từ dạng 1 đến dạng số 4 để chúng ta nói rất là nhiều về các cái vấn đề tính hội tụ này tính liên tục, tính liên hội tụ đều này, tính khả vi khả tích của những cái loại tích phần à, phụ thuộc tham số đó. Cho nên cái phần này thầy chỉ có chủ yếu là nói với các bạn là giới thiệu những cái lớp hàm những cái tính chất của nó và việc ứng dụng của nó vào để thì tính một số các tinh phần khác thôi nha đó đây là cái hàm thứ hai và người ta gọi đây là tích phân lề lòi à, về mặt ý nghĩa hình học thì các bạn có thể xem cái kết quả của cái tích phân à, đấy, ta có thể xem cái kết quả của cái tích phân trong cái trường hợp này nha kết quả của tích phân thì tích phân chẳng qua nó là diện tích thôi nó diện tích của cái hình cong mà được giới hạn bởi cái cái phần đồ thị này này với cái đường x bằng không với cái nhánh ra vô cùng thôi đúng không với cái đồ quanh ha. đấy thế thì bây giờ thầy sẽ minh họa các bạn xem cái hình dáng của cái đồ thị x mũ a trừ 1 nhân a mũ trừ x trên cái miền từ không đến nhiều vô cùng và đi đánh giá cái tích phân hay còn gọi là cái diện tích của cái miền để chúng ta quan sát ha. Đấy. À, ở đây thì ta sẽ à, xem xét cái hàm đây là hàm gamma của chúng ta đây à, đây là hình dáng của cái hàm gamma à, thầy tính từ không này cho đến dương vô cùng luôn à, ra tích ở ngoài đây lận rồi đồ thị của nó đây à, các bạn thấy chưa đấy đây là ứng với cái hình dáng của nó trong trạng thái là a bằng năm và đây chính là cái hàm dưới dấu tích phân đồ thị của nó đây được chưa như vậy nếu các bạn lấy tích phân từ không cho đến dương vô cùng của fx thì nó sẽ cho chúng ta cái diện tích của cái miền được giới hạn bởi cái đường cong này đó đây cái miền giới hạn bởi cái đường cong này cái đường quanh à, rồi cái đường x bằng không và cái nhánh ra vô tận này này, đó các bạn thấy chưa? đây nó chính là cái miền diện tích này, đúng không? đó, đấy, các bạn có xem, có thể xem cái miền mà nó tạo ra, có nghĩa là cái giá trị của hàm gamma ba năm, á, ba năm, ba năm chính là diện tích của cái hình thang cầu này, đó, cái hình mà thầy đang quét này, đấy, nó quét thành một cái miền đây, đây chính là cái diện tích của cái phần mà chúng ta có. À, các bạn tính cái diện tích này ra thì nó sẽ được cái giá trị kết quả chính là gamma 5. À. Tuy nhiên rằng là gì à, tuy nhiên rằng là vì mặt giá trị ấy, thì a này nó có thể thay đổi chứ nó không phải là là lúc nào nó cũng như thế này. Vì đây là tham số mà và chúng ta đang xét trong trạng thái là a dương thôi. À, a dương thôi. Cho nên ở đây thầy sẽ cho cái giá trị a này nó biến động để các bạn xem cái hình dáng của cái đồ thị này nó sẽ bị biến đổi đi. Và khi cái hình dáng nó biến đổi đi thì cái miền diện tích này nó cũng sẽ thay đổi theo. Có nghĩa là cái giá trị của hàm gamma a nó cũng sẽ thay đổi theo được chưa nào đó rồi như vậy là ở đây ta sẽ cho cái à... đó Bây giờ các bạn xem trong cái trường hợp cái điểm A này đây cái giá trị của A nó đang thay đổi nè đó nó lên sáu bảy là cái hình dáng đồ thị nó sẽ thay đổi theo để cho các bạn có thể xem sát cái hình dáng của uh, của nó trong cái trạng thái cái uh, giá trị A này nó biến động ha trong trạng thái giá trị A biến động đây các bạn xem cái trạng thái cái giá trị a biến động thì cái đồ thị của nó cũng sẽ biến động theo và nó làm cho cái diện tích của cái miền hình phẳng giới hạn như hồi nãy thầy đã trình bày ấy, là nó sẽ thay đổi theo Đấy. À, như vậy là giá trị ta đang ở trạng thái của a gamma 4 này à, gamma 3 này đó nó xuống dần xuống dần được chưa đó. giới thiệu sơ qua để cho các bạn nắm ha. rồi à, bây giờ tiếp theo là gì là cái lớp hàm thứ ba À, đó là cái hàm đi tích lê tích phân đi lê thì chúng ta đã gặp ở trong cái dạng số 4 rồi đúng không dạng số 4 rồi đây là một cái tích phân khá là hay à, vì sao vì nó có thể tính ra được cái quả luôn kết quả luôn và đánh giá cái tính hội tụ này tính liên tục rồi đó thì chúng ta cũng đã nói rất là nhiều trong cái phần này rồi thì tích phân đi lê là tích phân mà nó có dạng như thế này đây đây là it cũng là một cái tích phân phụ thuộc tham số có cận vô tận nó sinh t x d x dx và ở đây cái tham số t ở đây nó chạy thì toàn bù r luôn chứ nó không có không có giới hạn ở không gì cả à. tuy nhiên rằng là người ta bảo rằng là cái à, tích phân này nè nó sẽ hậu tụ đều trên những cái đoạn à, A, ab không chứ không nhưng mà trên r thì nó hậu tụ có nghĩa là hậu tụ điểm ấy, trên r nhưng nó không có hậu tụ đều trên r nó chỉ hậu tụ đều trên những cái đoạn A, à, AB mà nó không chứa không không và cái, cái cái việc chứng minh này thì chúng ta đã đã làm rất là kỹ ở trong các video trước rồi đúng không cho nên ở đây thì không trình bày lại về mặt giá trị tính toán thì cái tích phân này ấy, thì nó không có nhiều tính chất nhưng mà nó chỉ cho ra kết quả luôn trực tiếp nó chỉ do kết quả như thế này đó là tích phân từ không đến như vô cùng của sin t x chia dx tích phân này chắc chắn tính ra được kết quả luôn và kết quả của nó sẽ bằng pi trên hai nhân sin năm t sin năm là một cái hàm dấu sin à, năm xích nâm của một x thì nó sẽ là bằng 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 một nếu như x dương hả nó sẽ bằng 0 nếu x bằng không và nó bằng trừ một nếu như x âm à, người ta gọi là hàm dấu dấu của cái số này như vậy ở đây tùy theo cái giá trị t t mà nó nó, nó, nó dương thì kết quả này nó sẽ ra pi trên hai t mà âm thì kết quả ra trừ pi hai mà t mà bằng 0 thì kết quả hiển nhiên nó bằng không vì t bằng không thì tích phân này nó hiển nhiên nó bằng không thôi cho nên đối với cái tích phân đi đích lê thì cái cái miền mà 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 các bạn tính diện tích ở đây nó chỉ có ba trạng thái tích phân đi lên thì đối với tích phân đi lên nó không có nhiều tính chất lắm đâu nha. Cho nó cho sẵn luôn công thức luôn chúng ta áp dụng thôi. À. Thế thì các bạn có thể xem cái hình dáng của cái hàm sinh chia x. Đây là hình dáng của cái hàm sinh chia x. Và t ở trong trạng thái này là bằng hai Được chưa? Thế thì cái tích phân của chúng ta tính đó, nó sẽ là cái kết quả của cái cái miền này. Đúng không? Đấy, các bạn nhìn vô kết quả của cái miền này, miền tô màu này. Đấy, thì các bạn cộng hết tất cả các cái diện tích của các cái vùng cao này thì nó sẽ ứng với cái giá trị là bằng pi trên hai của chúng ta. Vì T đang đang dương này. T ra bằng 2 nó dương này. Đúng không? Thì đó, các bạn cộng hết tất cả các cái diện tích của cái miền mà thầy tô màu đây thì nó sẽ ra được kết quả là trên 2. Các bạn rõ chưa? Đấy. À, còn tất nhiên là khi T mà nó thay đổi về mặt giá trị á thì chắc chắn là cái đường cong này nó sẽ biến động đi. Mà khi cái đường cong nó bị biến động đi thì cái cái cái, cái hình thù của đây nó cũng sẽ biến động nha. Đấy. Rồi, cho nên là ở đây thầy sẽ dừng lại và ta sẽ cho cái trường hợp T nó thay đổi thì các bạn sẽ thấy cái hình dáng của đồ thị trong cái trường hợp này nó sẽ là Đấy, các bạn nhìn vô cái hình dáng của T Nha. Đấy T nó đang thay đổi và khi t nó thay đổi thì thì cái cái đồ thị nó cũng sẽ thay đổi theo này các bạn thấy chưa ví dụ như t nó đang dừng ở đây nha. đó nó dừng ở đây thì lúc này có miền diện tích được giới hạn bởi cái 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 phần đồ thị này này các bạn cảm hết lại thì nó cũng sẽ bằng pi trên hai thôi vì ta lấy tích phân từ không cho đến dương vô cùng mà có nghĩa là ra các cái cái miền diện tích này, này. đó đấy cảm hết lại thì nó sẽ ra à, có điều rằng là những cái kết quả này khi tính ra đó thì nó sẽ là luôn luôn là số số dương nhá vì t ở đây đang dương này nhá và B2 như chúng ta vừa trình bày. Đây là một cái hình dáng của cái lớp hàm sin t x trên x. Được chưa nào? Đấy. À, đó là về mặt hình học. Rồi, bây giờ thầy sẽ quay lại cái phần lý thuyết à, và ta sẽ đi qua một số các bài tập áp dụng. Tất nhiên rằng là về lý thuyết thì nó chỉ có bao nhiêu thôi đối với phần mà tích phân đặc biệt thì nó có ba cái tích phân cơ bản đó và chủ yếu là rơi vào hai cái loại đó là loại lê loại một và lê loại hai hay còn gọi là hàm beta và hàm gamma chứ còn các anh chàng mà tích phân uh, uh, đi lên đây này thì thì chủ yếu là phục vụ tính toán thôi chứ thầy vẫn chưa thấy nó ứng dụng nhiều trong cái phần các cái lý thuyết toán khác ha? lý thuyết toán khác rồi bây giờ trên tinh thần của các cái tính chất này các bạn phải nắm cho vững tính chất cũng như là cái công thức của cái hàm tương ứng ha, để chúng ta vận dụng vào giải bài tập nha đợi rồi, bây giờ thầy sẽ đi qua cái à, bài tập đầu tiên đi. Đây, bài tập đầu tiên. Đó là tính các cái trường hợp đặc biệt của cái hàm gamma và hàm beta. À, tính tích phân. Thế đặc biệt thì nó dễ rồi, đúng không? Đấy, ví dụ như ở đây người ta yêu cầu là tính cái gì cả? Tính các cái trường hợp đặc biệt, ví dụ B11. Rồi, bây giờ ở đây thầy sẽ tính hai công thức nhé. Ở đây chúng ta có B B11 theo công thức của chúng ta là bằng gì? Tích phân từ 0 đến 1 của gì? x mũ 1 trừ 1 nhân cho 1 trừ x mũ 1 trừ -1, 1. Đúng không? Vì chúng ta có công thức này. B của AB thì nó bằng tích phân từ 0 đến 1 của x mũ A trừ 1 nhân 1 trừ x mũ B trừ 1 mà. Đúng không nhỉ? Đấy, theo hồi nãy công thức của chúng ta nó như thế. Đấy, cho nên là cứ à, trong trường hợp a và b bằng một thì các bạn thay vô thôi được chưa nào đấy thì trong trường hợp a b bằng một thì cái này nó ra mũ không như vậy kết quả này sẽ là bằng tích phân từ 0 đến một của dx thôi và cái này hiển nhiên nó bằng một đúng chưa nào đấy ví cao đầu tiên như thế rồi b gì b 1 B1, n cộng một thế b 1 n cộng một thì ta lại dùng công thức hạ bậc các bạn hạ nó xuống phải không đấy B1N cộng 1 thì các bạn có thể hạ nó xuống để làm gì? Để khi ta hạ nó xuống thì nó sẽ theo các cái công thức và nó nhỏ dần nhỏ dần đi. Ví dụ ở đây thì như hồi nãy ta có công thức là gì? B của gì các bạn? À, B của AB. Đó, thì nó bằng gì? Có phải là bằng B 1 không? Chia cho A cộng B 1 nhân cho B của AB 1 chưa? Có đúng không? Đấy, thì ở đây nó cũng vậy giờ ta hạ cái ta hạ cái lượng này nhỏ xuống theo công thức này này như vậy là ở đây là nó thành là gì nó thành là n chia cho chỗ này là a cộng b nhá đấy a cộng b là n cộng hai này đúng chưa rồi uh, nhân với gì nhân với b một n đó cái đó là nó giảm miết xuống nó giảm xuống tiếp tục cái lượng này thì nó lại bằng là uh, b trừ một là n trừ một chia cho gì chia cho A cộng B trừ 1 nhưng mà là chia cho N Đây là A cộng B trừ 1 là đây Còn N cộng 1 thôi chứ Phải không? Đấy Rồi nhân với B A B trừ 1 Đó Đấy Rồi cái này nó lại giảm xuống là thành là à, uh, B trừ 1 là thành N trừ 1 Đây áp dụng B trừ 1 vô Chia cho A cộng B trừ 1 là N Rồi như vậy nó sẽ nhân cho gì cả Nhân cho 1 Rồi chỗ này N trừ 1 Đúng không? Như vậy nếu cái này viết ra thì nó thành là gì? À nếu các bạn viết ra thì nó sẽ bằng là n chia n cộng 1 này nhân cho n trừ 1 chia n này nhân cho n trừ 2 chia n trừ 1 đúng không nếu mà như thế thì cứ cứ nó nhỏ nhỏ miết xuống nhỏ miết xuống như vậy nữa đúng không rồi nhân miết như vậy cuối cùng á, là, là ở tới đây là nó ra cái gì à chỗ này nó sẽ ra là à, 1 thì chỗ này sẽ là 2 à, rồi chỗ này sẽ là b à, b 1 1 nó B11 thì hồi nãy ta tính trên ra bằng 1 rồi nè. Rồi các bạn thay vô. Như vậy kết quả nó bằng cái gì? Rút gọn hết cái đám này. Rút gọn hết cái đám này. Đó nó rút theo cái đường chéo này. Đúng không? Đấy như vậy còn lại là bằng 1 trên cho N cộng 1 thôi. Có đúng không? Đấy. À, rồi cái à, câu tiếp theo là gamma. Bây giờ tới hàm gamma. Gamma của 1. Thế thì gamma của 1 là gì? Hàm gamma của chúng ta là gamma của A thì tính là bằng tích phân từ 0 đến dương vô cùng của gì? À, của x mũ A trừ 1 nhân A mũ trừ x đi. Được chưa? Đó. Thế thì gamma của 1 chính là thay cái A bằng 1 qua đây. Nhưng mà kết quả chỉ còn lại là tích phân từ 0 đến dương vô cùng của A mũ trừ x đi. Đúng chưa? Đây. e mũ trừ x đi. Rồi bằng cái gì? À, cái này nó sẽ dùng định nghĩa của tích phân suy động để ta tính thôi cái này sẽ là bằng lim đó r tiến ra dương vô cùng đúng không của tích phân từ 0 cho đến r của a mũ trừ x dx chưa đấy cái này thì tính chắc dễ thôi ha đấy, cái này là nguyên hàm của nó là trừ a mũ trừ x cẩn từ 0 cho đến r đấy ta có thể tính ra luôn nha đấy r dần ra dương vô cùng được chưa rồi à, nó bằng cái gì nó bằng là à, trừ mở mục đơn a mũ trừ a r đúng không rồi trừ cho à, chỗ này là một như vậy kết quả đây bằng một kìa dạ. đó nếu mà ta tính trực tiếp không? tuy nhiên đối với cái gamma thì nó có sẵn công thức của chúng ta rồi trong trường hợp nếu là số tự nhiên thì ta tính ra được luôn đó là cái công thức gamma của gì n cộng 1 thì bằng n giấy dễ thưa. Như vậy với trường hợp n bằng 0 thì cái này gamma của 1 nó sẽ bằng 0 dây thừa và nó bằng 1 thôi. Đúng không? Khỏi cần phải tính như thế này cho nó lần nhằn có điều là ta áp dụng định nghĩa. Rồi. Cái thứ hai uh, à, trên cái câu trên này. Uh, nếu mà các bạn không dùng cái quy tắc hạ bậc mà các bạn dùng cái công thức uh, của gì? Của BAB có thể tính theo hai cái hàm gamma đó là gamma A nhân cho gamma B chia cho gamma của tổng đúng không hồi nãy ta có công thức này đúng chưa đấy thế thì khi có công thức này thì các bạn sẽ dùng công thức này vô trong đây như vậy có bia này có thể tính là bằng gamma của 1 nhân gamma của n cộng 1 điểm chia cho gamma của tổng là n cộng 2 thế trong khi đó cái gamma của n cộng 1 thì bằng n dây thừa này thì các bạn lại thay nó vô đấy như vậy chỗ này nó là không dây thừa này nhân cho n dây thừa này chia cho n cộng một dây thừa này. Đấy, như vậy kết quả nó bằng 1 trên n cộng một kìa Đó nó cũng ra kết quả giống y như mình này theo. Đấy, thế cái này là các bạn dùng công thức hạ bậc để các bạn áp dụng cái câu A để các bạn làm. Cái đây thầy không áp dụng công thức hạ bậc thì chuyển qua gamma và áp dụng công thức này của gamma để ta làm. Như vậy nó có rất nhiều cách làm đúng không nè? Đấy. Như vậy bất kỳ cái bài toán nào thì chúng ta cũng có thể có nhiều cái kỹ thuật vấn đề ở đây là các bạn phải cần phải nắm vững các cái công thức là một cái thứ hai và tìm cái mối liên hệ cho nó thật sự nhanh chóng thì có những công thức nó rất là hiệu hiệu lực đây công thức rất hiệu lực đây những công thức này đúng không chứ còn nếu mà bây giờ mà chúng ta lấy mà ta thế trực tiếp vào định nghĩa rồi ta tính tích phân thì nó rất là rườm ra đây ví dụ như đây nè các bạn thấy không tính nó cũng ra thôi nhưng rườm rà trong khi đó công thức nó có sẵn ta áp dụng thôi cho nó nhanh nha đấy rồi tiếp theo là cái gamma của một phần hai Thế gamma 1 2 là đây giá trị của một số thật. À, đây giá trị của một số thật. Thế các bạn để ý rằng là gamma 1 phần 2 thì tính nó bằng bao nhiêu? Đúng không? Đấy. Thế bây giờ ta ta, ta lưu ý cho này. Ở đây cho thầy một tí là việc đi tính gamma 1 phần 2 thì nó hơi khó ở cái chỗ là gì? Nó không phải là số tự nhiên. À. Nó không phải là số tự nhiên. Thế thì gamma 1 phần 2 tính như thế nào? À. Ở đây các bạn để ý cho thầy này. Gamma 1 phần 2 có thể viết được dưới dạng là căn bậc 2 của tích hai cái gamma 1 phần 2. Được chưa nào? Đó. Vì sao tôi viết như thế này? Vì nó là số dương mà. Đúng không? Đấy. Rồi. Trong khi đó thì gì? Trong khi đó thì gì? Thì gamma của 1 phần 2. Thì lại viết được thành là 1 trừ 1 phần 2. Được chưa? Đó. Rồi các bạn thấy có công thức nào nó quen quen chưa? Hồi nãy chúng ta có một cái công thức rất là quen thuộc cho cái hàm beta cũng như là hàm gamma đó là gì? Gamma của A nhân cho gamma của 1 trừ A là bằng gì? P chia cho sin của gì? bây giờ Đúng chưa? Có phải công thức này không? Và công thức này đúng với mọi A lớn không nhỏ 1 vậy đó. Và ở đây A đây là đúng là lớn 0 mẫu 1 thiệt vì nó là 1 phần 2. Đấy các bạn thay công thức này vô. Như vậy kết quả nó sẽ bằng căn của Pi chia cho sin của Pi nhân 1 phần 2. Mà sin Pi 1 2 có nghĩa là bằng sin 2 1. Đúng không? Đấy sin Pi 2 1. Như vậy kết quả này nó sẽ là bằng căn vị. Được chưa? Đấy như vậy là tính ra được ngay nha. Đúng không? Đấy, nó có rất nhiều cách tính và cái kỹ thuật tính ở đây là các bạn phải vận dụng một cách linh hoạt các cái cách làm. Tức là, tất nhiên rằng là à, công thức thì nó có sẵn rồi. À, cái quan trọng là ta phải biết cách vận dụng. Chứ còn không phải lúc nào cũng sách thay vào trong công thức tích phân. Vì tích phân không phải lúc nào nó cũng tính ra nổ đâu. Đấy, mà ta phải tận dụng những cái tính chất của nó để ta làm. Được chưa? À, à, các bạn có thể xem cái bài giải lại ở dưới đây. Đây là tất nhiên là thầy đã giải lại và theo một cách mẫu thôi chứ không có phải là trình bày hết ra đó này rồi à, chẳng hạn như cái công thức đầu này các bạn không cần dùng tích phân đâu các bạn có thể thay cái công thức gamma vào các bạn tính nó cũng sẽ ra đây này cái b một này thực chất là nó bằng gì nó bằng gamma của của một nhân gamma của một chia cho gamma của hai chứ gì nữa đúng không mà gamma của một nhân gamma của một thì chính là không dây thừa nhân cho không dây thừa chia cho một dây thừa chứ gì nữa là bằng một cái này đúng không Đáng như thế cho nó nhanh khó cần phải dùng cái việc tính tích phân cái công thức à, số 2 này cũng vậy công thức số 2 đây là trường hợp mà thấy à, à, hồi nãy thầy dùng công thức hào bậc rồi bây giờ ở bài này là thầy có thể thay tích phân này vô rồi thậm chí bây giờ ta thay cái công thức gamma này vô nữa quá trời cách hết à, mà đằng nào thì nó cũng bằng một tia n một k. À. rồi hai cái này thì mới vừa trình bày đó. đó là một cái bài tập à, đầu tiên nó khá là dễ Nó này để chúng ta làm quen với cái việc uh, sử dụng các cái công thức cũng như là các cái tính chất. Thì bây giờ ở đây ta tính tích phân, nha, tính tích phân. Rồi ví dụ như ở câu a thì chúng ta sẽ làm thế nào nè. Ở câu a thì các bạn có thể thấy rằng là cái việc đi tính tích phân của nó, ờ, nó sẽ uh, liên quan đến cái hàm nào? Vấn đề là nó liên quan tới hàm gamma hay là, là hàm beta hay là liên quan đến cả hai. đấy. À, Thế thì các bạn để ý vào đây các bạn sẽ thấy được ngay nè. Cái này nó có A mũ trừ. Mà A mũ trừ thì nó sẽ gần gũi với cái gì? Nó gần gũi với cái hàm gamma của chúng ta hơn đúng không? Cho nên cái tích phân đây này, này sẽ viết lại là bằng tích phân từ 0 cho đến dương vô cùng. Của x đây thì các bạn sẽ viết thành là x mũ trừ 1 phần 2. Vì, vì đây là x mũ 1 phần 2 mà. Rồi. Nhân A mũ trừ x dx. Đó. Nó gần giống chưa? Rồi. Thế thì trừ 1 phần 2 đây á, thì các bạn viết lại là bằng tích phân từ 0 đến dương vô cùng. Cái trừ 1 phần 2 này viết là thành là 1 phần 2 trừ 1 đấy. Rồi, A mũ trừ x, đi x. Rồi, nó giống chưa? Nó giống cái hàm gamma chưa? Đó, mà gamma đây là gamma gì mới được này? Đó, gamma gì chỗ này nè. Có đúng không? Đấy, thì các bạn nhìn vô. Đây, công thức hồi nãy chúng ta này Gamma của A thì bằng tích phân từ 0 dương vô cùng của x mũ A trừ 1 nhân cho a mũ trừ x dx. Đây, cái đây là định nghĩa đúng không? Đúng không? Thế các bạn nhìn vô đây với nhìn vô đây thì thấy nó nó a đây chính là gì? A có phải là 1/2 không? Đúng chứ? Mà 1/2 hồi nãy ta mới vừa tính ở trên bài 1 kết quả nó bằng căn pi. Đúng chưa? Đấy, cho nên ra ngay, đúng không? Đấy, mấy cái tích phân này thì các bạn thấy rằng là để tính những cái tích phân này không 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 phải đơn giản đâu, nhưng mà ta dùng hàm gamma là ra ngay. Rồi ví dụ như câu B là ri tích phân từ 0 cho đến dương vô cùng của a mũ trừ x bình phương dx. Được chưa? Rồi, thế đối với tích phân này nè, nếu mà các bạn để nguyên mà các bạn áp dụng để chỉnh cho nó ra cái hàm gamma này thì không được. Lý do vì sao vậy? Vì cái này cái hàm gamma nó chỉ ứng với e mũ trừ x thôi mà. Còn cái đây mũ trừ x bình phương, thế thì làm sao mà chỉnh cho nó ra cái này được? À, thế thì có một cách thôi, đó là các bạn phải làm cho cái bậc này nó nhỏ xuống. Như vậy ta xem cả cái x bình phương như là t. Vì vậy để chỉnh cho cái hàm này nó về gom ma được Thì đơn giản các bạn sử dụng phương pháp độ biến số t T là bằng trừ x à, là x bình phương thôi Đó như vậy ta suy ra được là gì đây à, DT sẽ bằng 2x dx Đúng chưa Rồi Thế thì ta suy ra được là dx ở đây á Nó sẽ bằng là một chia cho hai căn t Ở đây thầy sẽ lấy t dương thôi nha à, Lấy t dương vì x ở đây nó chạy từ không dương vô cùng mà rồi à, Ở đây nó thành DT Rồi các bạn viết cho nó ra là à, Gì nhỉ 1 phần 2 T mũ trừ 1 phần 2 DT luôn Đấy, Thầy đang cố gắng viết cho nó giống giống như thế này nè Thì trừ 1 phần 2 một lần nữa các bạn sẽ thay vô đó 1 phần 2 trừ 1 Đấy, Rồi đổ cận nha Như vậy tích phân ri ở đây nó sẽ viết thành tích phân từ 0 cho đến dư vô cùng nha Rồi A mũ trừ x Bình phương chính là A mũ trừ t này đó là nó ra cái này rồi này à. rồi còn nhân dx vô là ra là 1 phần 2 này rồi đây là t mũ trừ 1 phần 2 nha rồi dt này đó nó nó bắt đầu nó gần ra cái kia rồi phải không nó gần ra tích phần này rồi phải không đưa con 1 phần 2 ra ngoài này trong này thành là không đến nhiêu vô cùng của gì của t mũ 1 phần 2 trừ 1 e mũ trừ t dt đó đích thị là ra tích phần gần ngoài chưa đó như vậy chỉ cần phải chịu khó à, các bạn chỉnh nó một tí thôi là nó ra ngay nhá như vậy trong trường hợp đây đây chính là A. đây, đây chính là A. ha như vậy nó bằng 1 phần 2 gamma của 1 phần 2 mà gamma 1 phần 2 hồi nãy cũng đã tính được kết quả đây 1 phần 2 căn bị có đúng không như vậy là bằng căn bi chỉ 2 à các bạn quay lại cái tích phân đây là một cái tích phân mà nó khá là thú vị mà trong ở trong cái dạng trước thầy đã trình bày việc đi tính tích phân này để giải được cái tích phân này và tính nó chúng ta phải trải qua một cái công đoạn rất là cầu kỳ phải không? để suy ra được kết quả tích phân. thì hôm nay qua cái dạng số 5 ta thấy cái việc tính tích phân này mà dựa vào giá trị của hàm gamma cực kỳ đơn giản, kết quả là càng bị tiền hai, đúng không? đấy nhé, nó chỉ cần dùng cái hàm gamma biến đổi nhẹ một cái là rằng này. À, tất nhiên rằng là gì? à tất nhiên rằng là cái kết quả nó có được là nhờ vào cái cái hàm gamma này. chứ anh không nhờ vào hàm gamma thì còn lâu anh mới tính được kết quả là càng bị tiền hai này, nhé. đúng không? đấy À, tất nhiên là cái nào nó cũng có cái giá của nó cả à, Cho nên là khi ta áp dụng là ta phải để ý yeah. Đó là bài tập số 2 à, Các bạn có thể xem xét à, Cái việc trình bày của cái bài giải này ở dưới đây à, này. Nó cũng y như chúng ta mới vừa trình bày thôi Chả có gì khác cả à. Rồi à, tiếp tục ta sẽ qua cái một cái bài tập nữa à. Rồi bài số 3 Bài số 3 người ta yêu cầu là chứng minh rằng à, Chứng minh rằng Cái à, tích phân beta của chúng ta đó à, có nghĩa là tích phân lộ một của chúng ta đó ngoài cái cách viết à, ở dạng của định nghĩa ra đó, thì cái tích phân lộ một nó còn có hai cách viết đó là cách viết dưới dạng lượng giác và cách viết dưới dạng hữu tỷ à nó cách viết dưới dạng này đó thế thì cái việc mà để biến đổi cái hàm beta nó dưới dạng lượng giác và dưới dạng hữu tỷ này ấy, dạng phân số như thế này thì chúng ta phải quay lại công thức nha, quay lại công thức cái đã. Rồi hồi nãy ta có cái công thức của beta của chúng ta là gì? Beta của chúng ta theo hai tham số a và b được định nghĩa chính là tích phân từ 0 đến 1 của x mũ à, a trừ 1 và nhân cho 1 trừ x mũ b trừ 1. À, đi. Đó. Bây giờ việc của chúng ta là phải viết cái này sao cho nó về dưới dạng lượng giác và viết cái này sao cho nó về dưới dạng hữu tỷ này thế tại sao người ta phải đưa về đây mất công vì lý do có nhiều cái bài tập à, có nhiều cái bài tập các em khi người ta yêu cầu tính tích phân đó, thì cái tích phân đó nó nó lại dính tới lượng giác và nếu nó dính tới lượng giác thì ta dùng cái kết quả beta ở dạng lượng giác để ta giải còn nó dính với dạng hữu tỷ như thế này thì ta dùng kết quả beta ở dạng hữu tỷ để ta làm đấy cho nên là tại sao ta phải giải cái bài số 3 này à. rồi thế bây giờ để chứng minh cái 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 đẳng thức đầu tiên này, này à, thì chúng ta sẽ sử dụng À, cái phương pháp đổi biến số thôi chứ thầy nghĩ nó cũng chả có gì khó đâu hả nè? ở đây các em lưu ý rằng x chúng ta nó nằm trong cái đoạn từ 0 đến 1 cho nên ở đây cái ý đầu tiên của thầy á là thầy sẽ dùng phương pháp à, đổi cái biến số à, x của chúng ta là bằng à, sin bình phương t đó và ở đây á, là thầy lấy cái t nó nằm ở trong cái đoạn từ 0 đến 1 thôi à, 0 đến b trên 2 thôi à, để cho cho cái x này nó vừa đủ chạy từ 0 đến 1 thôi Thế thì lúc này ta suy ra được à, D của x của chúng ta đó Nó sẽ bằng là à, 2 lần sin t tê của t DT đúng không? Đấy Rồi các bạn thay vô thôi Đủ cận và thay vô à, Như vậy lúc này cái BAB của chúng ta đó Nó sẽ thành tích phân từ à, Đây là từ 0 đến B2 đúng không? Đó, đây, 0 pi 2. Rồi, các bạn thay vô đây. À, như vậy chỗ này nó rằng là sin à, mũ 2a trừ hai đó t được chưa vì x bình x mũ a trừ một mà rồi nhân cho một trừ cho sin bình phương tất cả mũ b trừ một rồi nhân cho đi x nghĩa là hai lần sin t của t đây đây được chưa đó. rồi ở đây cái cận từ không biên hai thì thầy vẫn giữ nguyên nha à, chỗ này có con hai đây nè là ta sắp đưa ra ngoài đây Đấy. Còn cái này thì các bạn sẽ viết lại là cái sin t này mình nhân vô với cái sin mũ 2a 2 mình nhân với cái sin t này rút gọn một cái mũ một cái gì đó. Như vậy còn lại là sin mũ 2a 1 thôi. Đấy, sin mũ 2a 1 t. Rồi tiếp, một trừ sin bình này chính là cos bình. Đúng không? À, cái này chính là cos bình. Cos bình mà mũ b 1 nó ra là cos mũ 2b 2 cốt mũ 2B 2 mà nhân với cốt Như vậy là ra là cốt mũ 2B 1 T DT Được chưa Như vậy nó ra kết quả đầu tiên Đây là dạng lượng giác của nó Như vậy bằng cách dùng phương pháp đổi biến số Là nó chuyển từ cấu trúc Của những cái hàm đại số qua hàm lượng giác à? à. Đó là dạng lượng giác của nó nha Rồi bây giờ cái cái thứ hai Cái thứ hai là lo, ra cái loại này cái loại này thì các bạn chỉ cần chỉnh cái cây số thôi, à, cái đây là x mũ a trừ một nó giữ nguyên rồi này, thấy không? đây, này. chỉ cần chỉnh cái cây số này, đây là một trừ x bây giờ chỉnh sao cho nó thành là một cộng x thôi, đúng không? đấy thì cái việc chỉnh này thì nó khá là dễ các bạn chỉ cần à, đặt lộ ngược ở làn tí, đó là các bạn sẽ đặt cho thầy là x bằng 1 chia t cộng một thôi, đấy đặt như thế này, nhé, thế đặt như thế này thì lúc này ta suy ra được là dx này nó sẽ bằng trừ 1 trên cho t cộng 1 tất cả bình phương ra. đúng không rồi nhớ dt nhé rồi rồi thế tại sao ngay chỗ này thầy phải dùng cái công thức này rồi bây giờ ở đây là ta sẽ sẽ đủ cận ha ví dụ x bằng không x ở đây bằng không ở chỗ này các bạn không nên ghi bằng không ít dần vì không cảm ha ít dần vì không cảm ít dần về không cảm thì suy ra được t dần ra dương vô cùng rồi x mà bằng một thì suy ra được là t cũng sẽ bằng không đó ý là như vậy thế thì lúc này cái tích phân bab của chúng ta nó sẽ bằng gì đây cái này chạy từ không một mà không một thì cái này nó sẽ thành là tích phân từ dương vô cùng cho đến không đây dương vô cùng đến không rồi x thay vô hả? Như vậy chỗ này là 1 chia cho t cộng 1 mũ a trừ 1. Được chưa? Mũ a trừ 1 nha. Rồi, nhân cho. Đây 1 trừ x. 1 trừ x là 1 trừ cho 1 chia t cộng 1. Mũ b trừ 1. Rồi, nhân vô đai dx là nhân cho trừ 1 trên t cộng 1. Tất cả bình phương dt. Được chưa? Rồi các bạn đưa cái dấu trừ này ra ngoài, lật cái cặn lên cho thầy. Là nó hết đúng không? Đây, nó ra cái cận cần thiết rồi nè. Rồi bây giờ việc còn lại là rút gọn thôi. Đúng không? Đấy, việc còn lại rút gọn thôi thì cái này nó ra cái gì? À, nó ra là bằng à, cái này chắc có lẽ là ta quy đồng rồi lên luôn đi nha. Cái này nó ra là chỗ này là một chia cho t cộng 1 mũ. Chỗ này thì a trừ 1 mà cộng 2 là ra a cộng 2 này. À, a cộng 1 chứ. Đúng không? Rồi, nhân cho này. Cái này là t chia cho gì? chia cho t cộng 1. Đấy, tất cả mũ b trừ 1. Đây là dt. Không à, rồi, tách cái mũ này ra, đưa vô trong. À, như vậy kết quả nó thành là tích phân từ 0 đến dương vô cùng. Của cái này nó thành là t mũ b trừ 1. Chia cho gì? Chia cho t cộng 1. Mũ a cộng 1 mà cộng với b trừ 1 như vậy là a cộng b. Rồi, dt. Được chưa? Đây các bạn thấy cái này nó ra gần giống cái này chưa? Có thấy nó gần giống cái này không? Cái này là T mũ B trừ 1 T cộng 1 A cộng B Đó. Nhưng mà thực tế thì khai cái này nó là một luôn Vì lý do chúng ta đã biết rằng là BAB thì là bằng B BBA Có nghĩa là các bạn thay đổi vị trí của hai cái cái, cái, cái chữ A và chữ B cho nhau thì hai cái kết quả tích phân này nó là một vì chúng ta có cái tính chất rồi đúng không? đó cho nên là hai cái này nó là một nha là chỗ này mà thay bằng chữ b hay là thay bằng chữ a thì nó cũng thế thôi đấy. như vậy là ta đã chứng minh xong bài số 3 như vậy tóm lại đối với tích phân lộ 1 thì nó có ba cái trạng thái nha các em và các bạn cố gắng nhớ mấy công thức này này vì những công thức này khi ta nhớ thì chúng ta mới giải tích phân được wow. Ta giải tích phân được vì ta sẽ có một cái sự liên hệ giữa các bài toán mà đề nói cho với cái bài toán tích phân Ale đó đấy nếu mà nó có cái đề bài tập mà nó có cái chữ a mũ trong đó là phải nghĩ ngay tới gầm mà còn nó có lượng giác hay nó có những cái loại này nè thì các bạn nghĩ ngay tới beta cho thầy ha là nó sẽ ra ngay thôi rồi dưới đây là cái cái bài giải trình bày lại cái cách mà chúng ta mới vừa trình bày mới vừa làm để ấn định hai cái dạng tích phân của chúng ta beta trong trạng thái lượng giác cũng như là trong trạng thái những cái hàm hữu tỷ kiểu này được chưa nào? rồi à, chắc có lẽ là cái với cái video đầu tiên này tập trung vào phần lý thuyết và à, bước đầu hướng dẫn cho các em các cách để chúng ta vận dụng à, những cái tính chất của các cái tích phân đặc biệt vào trong việc tính toán cũng như là chứng minh một số các cái tính chất bổ sung của hai cái lớp hàm beta và gamma à, à, cũng như là một cái một, một số bài ví dụ đơn giản đầu tiên để chúng ta tập tính toán của những cái tích phân đặc biệt đó. À, À, trong video tiếp theo thì thầy sẽ đi sâu vào các cái bài tập chủ yếu là vận dụng tính chất của các cái tích phân đặc biệt này trong việc giải các bài toán tích phân mà thôi à, xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo